cả các bạn. Đây có miếng đất ở mặt tiền quốc lộ 13, là mặt tiền là 30m nha các bạn. 30m. Đây là quốc lộ 13 nha các bạn. Quốc lộ 13 này. Thì miếng đất này nó rộng 30m, sâu vô là 100m nha các bạn. Quốc lộ 13 này các bạn. Ở huyện Trân Thành, Bình Phước nha bạn. Thì miếng đất này ông anh cũng nhờ mình bán giùm nha bạn, là 4 tỷ 200 triệu nha bạn. Tiền 30m nha bạn. Tiền 30m nha. Sâu vô là 100m nha bạn. Vuông nhất luôn nha bạn. Thì một bên đã có tường rào rồi nha bạn. Bên này có tường rào rồi. Bên này chỉ đóng cột bê tông thôi bạn. Đây là đóng cột bê tông thôi. Thì có một cái đường để đi thẳng vô trong nha bạn. Đất này nó vuông nhất là 30m, sâu vô 100m thôi các bạn, không có ở đằng sau là chỉ có nó vuông thôi, nó không có nó vuông nhất, nó không phải là nở hậu hay là hẹp đuôi gì nha các bạn, nó vuông nhất luôn nha. 30m nhân 100m chỉ có 4,2 tỷ thôi. Thì bạn nào mà cần mua đất đầu tư hay là mình để xây nhà thì các bạn liên hệ với mình ha. Đây là đất mặt tiền nha bạn. Đây là quốc lộ 13 nè các bạn. Quốc lộ 13 nha. Quốc lộ 13 ha. Zalo cho mình ha. Zalo thì gọi trực tiếp con số này ha. Tại là đất này anh cũng đang cho thuê để ta trồng cái cây điều này, tôm cao su nè. Điều tôm cao su rất là cho thuê, chắc là hết hợp đồng nha. Dân cư là cũng rất là đông đúc nha bạn. Ở huyện Trân Thành nha. Thành tỉnh Bình Phước. Ở đây hai bên là đều có nhà san sát nhau hết rồi. Nhà san sát nhau. Cách trung tâm huyện Trân Thành khoảng chừng 15 cây ha. Trung tâm hành chính á. Cách huyện Bầu Bàng rất cũng cỡ 25 cây. Những đất mặt tiền này rất là đẹp nha bạn. Giá thì cũng rất là
đẹp luôn ha, giá nó là rẻ rồi ha, 30 mét mặt tiền mà các bạn ha, 30 mét mặt tiền. Đường có một con đường đá sỏi ha, dẫn vô trong qua ha, dẫn vô tới trong. Cây trồng trên đất thì nó không có cây gì hết, nhưng mà đất trống nha, đất này là đất trống, không có cái cây gì hết. Điện thì cũng có điện rồi nha bạn, điện nước là có hết rồi nha, có đồng hồ điện, có giếng khoan đầy đủ ha. Đây là đường quốc lộ 13 hả bạn? Rồi, sẽ quay con đường cho bạn coi. Đường. Đường. Đường này, quốc lộ 13 là rộng lắm nha bạn. Có tới 6 lần.